Trong thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều hiện nay, nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua muỗi đang gia tăng đáng kể. Một ví dụ rõ ràng là trường hợp gần đây tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Hà Nội. Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân mắc sốt rét vừa trở về từ nước ngoài. Bệnh nhân này đã làm việc tại khu vực có nhiều muỗi Anopheles, loài muỗi chủ yếu truyền bệnh sốt rét. Khi vừa đặt chân về đến Việt Nam là tôi có cảm giác trong người là nó phừng phừng, chân tay rồi là lưng là cảm giác nó mỏi. Sáng là tôi ra đây tôi đi kiểm tra luôn thì là được phát hiện là chuẩn đoán là rét, là bệnh viện là cho nhập viện luôn. Khu vực sống thì bên đấy thực sự thì là nó xung quanh thì nó vẫn còn rất nhiều là các cái rừng cây bụi rậm, thì biện pháp phòng ngừa thì cũng là góc độ là đi ngủ thì vẫn là bung màn, nhưng mà trong cái môi trường làm việc ban ngày thì không thể tránh khỏi được. Các bác sĩ đã xác định bệnh nhân dương tính với Plasmodium falciparum, loại ký sinh trùng gây sốt rét nguy hiểm nhất. Trường hợp này cho thấy nguy cơ lây truyền bệnh từ muỗi rất cao, đặc biệt trong thời điểm hiện tại, khi điều kiện thời tiết tạo thuận lợi cho sự sinh sôi của muỗi. Bệnh nhân có những biểu hiện sốt, rét. Ngoài ra thì bệnh nhân có cái yếu tố dịch tễ, tức là đi lao động ở Cameroon về. Thì đến với chúng tôi làm một số xét nghiệm, như test, làm cái test sốt rét thì dương tính với Plasmodium falciparum. Sau đó chúng tôi có xét nghiệm thêm cái tìm soi ký sinh trùng trong máu cũng phát hiện là dương tính. Cái trung gian truyền bệnh vẫn là muỗi. Để phòng chống muỗi đốt thì khuyến cáo bệnh nhân đến phòng chống sốt rét thì là mình phải ngủ màn, sử dụng một số những kem xoa để phòng chống muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt thì đến các cơ sở y tế để khám. Sốt rét không phải là mối đe dọa duy nhất. Sốt xuất huyết cũng là vấn đề đáng lo ngại. Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đã giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng số ổ dịch lại gia tăng. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Để bảo vệ sức khỏe, mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sử dụng kem chống muỗi, mặc quần áo bảo vệ và loại bỏ các nguồn nước đọng quanh nhà. Việc theo dõi sức khỏe và điều trị kịp thời khi có triệu chứng cũng rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.